khu vực bên này cả. À, anh Công à, có cái gì đấy? Bên nào đấy? À đây, bị để này. Nhỏ. Bên này chả biết cây quá. À đi. Bên này bao tiền? À, đến nơi chưa anh ơi? Thế à? Ờ, cố gắng là em chưa đi đến nơi, bắt được quá. Ui ôi, alo, alo. Alo, ơ, tôi nghe. Chưa ra nơi. Đang đi chưa ra nơi. Vâng. Thế à? Thế mà thấy cắt sợi nào đấy bác nhá, nó đang đi từ Bình Thục Thắng đi ngược lên đấy. Thế à? Để hỏi chứ, hỏi Tấn nhé em. Quên vừa bảo bao tiền. 12 nữa. Ở nhà thấy nhiều cây hay phết nhỉ. Con này thì bao nhiêu? Ở đây. Cái công có cái gì lọc đỏ chót đây kia? Hùng Vương à? Cúc. Đây có cái cục này thấy thấy hay ho phết nhỉ. Cục này thì bao nhiêu? Đấy 3 triệu rưỡi ạ. Cục của mày đó. Mày nó cũng lùn lùn đấy. Hả? Cục của mày đấy nó lùn lùn đấy. Bảo nhưng mà nuôi lâu lắm. Thế gọi là 25 năm nữa đi. 25 năm nữa đi. Ông ơi, con này mà 30 tuổi thì đi. Chiếc chậu mà lâu lâu có chân thì được à? Hơn 30 tuổi thì con mình là chơi một thứ. Con này về chăn nuôi thì được. Thế để thành hình hài thì lâu lắm. Chăn nuôi mà làm thương mại thôi. Nhưng mà giá rẻ mà xì xúc để làm thương mại. Chưa biết đến bao giờ đâu. Tăng đông. Chứ bảo bây giờ mà chờ đến lúc nó thành cây thì đến mấy đời. Nét rồi thì lại là nằm im một chỗ rồi. Nhốt hết. Bắt nhốt hết. Đợt này hết cây, đợt này hết cây. Hết. Mua không cây không. Cái đẹp đâu. Mua về người ta chơi hết cây rồi. Nhốt hết rồi. Hết rồi. Sang lòng. Cây đẹp mà vào cây vào người có tiền hết rồi. Nhốt hết. Có tiền bây giờ mới làm ra hàng phải hàng ngon nữa. Móc ra làm sao được. Cái này về chăn nuôi được, mỗi tội là cái chỗ này mệt mỏi quá, nhìn mệt mỏi quá. Đấy bao nhiêu đây anh? 3 triệu. Ui mẹ. Cây túc này nó đỏ nhỉ. Sướng nhỉ. Túc này bao nhiêu anh? Cây tầm 1 triệu. 1 triệu. Đấy. Rước lộc về nhà đây. Đây lộc của túc nó rõ ràng luôn này.
Đấy. Đấy, đấy, lộc tức có sộp, thế, lộc sộp nó khác. Lộc sộp nó ấy hơn, nó ngắn hơn mà nó tím tím hơn. Tức vẫn dài nhưng mà cái nó không có cái hồng hồng sẫm như này. Nó là tím tím. Đấy. Và thân nó cũng tím này. Thân của cái cây túc là nó tím. Còn nó sộp thì không, thân sộp trắng trắng. Sửa cái chân thì vẫn chân cũng biết sửa được gì được cái mảng nó to quá mà nó phun ra, nếu nó phun được tí dễ rồi thì tốt thì ngon. Bán cả cái đại lộc của anh không ạ? Thằng hôm nay là thằng Hòa Bình này à, ui mẹ cái mảng này sợ quá nhỉ, đã nó đứt đâu ăn được, nó chỉ có đôi chỗ như này là ấm rồi. Mặc dù u trên là ổn rồi. Được. Nói chung là anh em là múc về cũng được. Chăn nuôi. Cái này trước nó gần chất này, nó mất cái này là tay của nó đây ngọn đây. Là một tay của nó thôi. Có từ lấy con bên này, đè con bên này sang cũng được. Nhưng mà bên này đẹp hơn. Bảo là xung quanh chỉ được lún phún vài ba chỗ như này là được rồi. Mất cái chỗ đấy khối độc. Cái sống nó đâu, cái đống độc nó là đống khối. Đây chỗ này vết vết nó sạch sạch tí. Ngon, mịn ngon. Bán thì không dám làm sạch, thì người ta ít tưởng nó còn làm. Mà có tiền. Thôi được rồi. Trời, dạo này giao lưu mạnh quá nhỉ. Trước bắt tay cây kia rồi gì. Cây đấy sút được bao nhiêu? 7. Thế còn con này bao nhiêu? Cùng chất liệu thôi. Không, đây Nam Điền. Thế à? Nam Điền anh ạ. Bao tiền? 4 triệu. Đấy, anh lại hạ giá này. Lại hạ giá đây. À, chuyên miền Nam người ta. Đấy, còn cây đang vặt đến thì bao nhiêu tiền? Cái này là 2,5 triệu. 2,5 triệu. Rồi, là gió. Có rét cam cam. Đấy, 4 triệu cùng này. 4 triệu cùng này chắc là nó tiền kiếm toàn hàng to không nhỉ? Đấy, tôi thích cái con gầm gầm này thế nhưng mà về đau đầu lắm. Đến bao giờ để trên mái cũng hợp, để dưới đất. Trồng bên ruộng nhỉ? Không, trồng chậu nhưng mà để dưới đất mát, trên mái này gió này. Người phôi. Mua cây xanh thì bao tiền này? 20 triệu. Lúc đang sẵn tiền thì có bao nhiêu mua hết? Trả bớt mà, bớt 500 nó không bớt. Trên động cơ. Con nhà giàu mà nó không vui thôi. Thế bảo là lúc mà mình lên bị bắt vía rồi thì lúc phải không có tiền cơ thì không mua, nhưng có tiền đấy. Và nó bảo là giá bán là bấy nhiêu, không nói thêm câu nào nữa. Không vui thôi. Những cây khác mình thích nhưng mà nó đắt, nó còn tiền trăm thì mua nhặt được cây tầm 30 đổ lại. Nói chung là đã lên đến này rồi. Kể cả những cây như này nó phải bán tiền chục. Đất toàn như nhà rau. Những cây này thì quay. Đấy. Nó có thể mua 100-200 nghìn cũng về nó bán chục triệu. Trên đấy thì căng rồi. Cây đẹp hẳn nó đành nhưng mà cây bình thường nó cũng bán chát quá. Nó có cần tiền đâu. Không phải không cần tiền mà nó đã mua của nó là phải trả nhiều tiền. Cây Hải Châu là bao nhiêu? Con này là 23. 23. Sam Hương này.
Thủ quyết mấy cái này quay hôm trước rồi. Còn cây này bao nhiêu? 2 triệu rưỡi. Hôm nào hỏi số ở trên đấy thì vào trả lời cái ta nhá. Trên phim ấy. Đấy cô em luôn. Lại phải lo dò ra ấy. Lại phải lo dò ra xem ở trên điện thoại xong rồi gõ. Sợ nhiều lúc không mà xem này. Mà đọc số đây nhiều ông có xem không mở tiếng đâu. Cứ đọc đi. Cứ đọc, ông nào cũng mở tiếng. 0387 0387 139 139 806 806. Rồi, chụp cây đấy. Thôi hôm nay vội quá, đi lao nháo là phải đi luôn các bác. Đã, đi luôn, đây, đây. Sắp trái này thì bao nhiêu? Con đi là 4 triệu rưỡi. Đây, trái rồi. Nhà con đi sang đây cả. Rồi. Chào bố. Có thể bố có cái cây cây thác đỏ Nam Điền. Đẹp quá. Cây này bao nhiêu tiền đấy ạ? Hơn 2 triệu. Vâng ạ. Đẹp quá. Đây, chỉ lên đây. Để lên cây đây. Đấy, cây rất nghệ thuật. Vâng. Bây giờ nó rẻ, thì ngày xưa thì nó còn bây giờ nó rẻ quá. Rẻ. Bây giờ kiếm ra tiền nhưng mà lại cây lại rẻ. Vâng, đấy. Cà phê ngon đấy không ạ? Vâng. Đấy. Đấy. Con này nhìn cái bệ đằng trước thì trông giả điệu. Con này thì bao nhiêu không? Còn con này thì bao nhiêu? 2 triệu rưỡi. Đấy, cũng điền đây. Vâng, điền ạ. Ra chợ gặp bố Hưởng nhé. Vâng. Toàn điền hết, 3 cái điền 1 cái xi. Đây, điền đây. Con này thì rất xong xuôi rồi. Vâng, con này xong xuôi, nhỏ mini đây. Chân cảng là rất nhiều, đầy đủ rồi. Vâng. Cái này là bao nhiêu đây ông? Cũng 2 triệu rưỡi ạ. 2 triệu rưỡi. Vâng. Thế còn cái xi này, trên cái chậu đẹp đẹp này. Xi 2 triệu ạ, 5 thân, nguyên bản 1 gốc đấy. Vâng, 1 gốc 5 thân. Hay quá. Ở đây, đúng rồi. Nguyên bản 1 gốc. Hay quá. Ghép tiếp thì hay quá, tuyệt vời. Vâng. Đấy. Tầng mà nguyên bản đúng không? Đúng rồi. Rồi, à. Cây của ông rất đẹp, đẹp nhất cái góc này đấy. Vâng. Xin cảm ơn ông nhá. Vâng ạ. Giờ này bán hàng có được hàng tiếp cái chậu. Chậu lá lật cái gì, chậu lá sen này hết rồi. À đây, cái này thì bao nhiêu tiền? Lá chục mày. Ngồi một cái ô tô vậy. Cho phát. Ừ. Ây da. Chỗ đá mà. Chỗ đá. Tín đồ mini thì chơi hợp. Vừa một tín đồ mini. Được. Cậu này chỉ là chơi hay. Đúng rồi. Chỗ đá sạch sẽ. Chỗ đá sạch sẽ. Mua rồi mà, xong rồi để đây tí mà. Mặt sau. Mua cây gì đấy? Mua 3 cây bán thì cây là 3 cây. À thế ông nào mua cây gì đấy? À mua rồi gì? À thế à? Mua rồi thế. À, ông này tinh đấy. Tinh tường đấy. Được cái chậu đá. Cây sạch sẽ rồi. Xin chúc mừng. Còn cây này thì bao nhiêu? 9 triệu rưỡi. Cây xanh. Cây đấy thì bao nhiêu tiền? Cây 1.8 triệu. 1.8 triệu. Đấy, cái chậu này có tiền đấy. Chậu này khác hơn gần 1 triệu. À. Được, đẹp đẹp. Đấy, có cây xi này hay đấy. Mà cứ tưởng chưa ai xúc, xúc mất rồi. Chậu đá hợp. Tôi cũng đang suy nghĩ để ngó cái này bán thôi. Rồi, xin cảm ơn chủ.